Ngày 26 tháng 10, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe bồn trộn xi măng chạy ngược chiều trên đường phố. Trong khi đó, tuyến đường đang có nhiều xe cộ qua lại đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cùng ngày, anh NTN, ngụ huyện Củ Chi, cho biết mình là người quay clip xe bồn chạy ngược chiều đăng lên diễn đàn giao thông vì anh bức xúc và lo sợ xảy ra tai nạn giao thông. Theo anh N, sự việc xe bồn trộn xi măng chạy ngược chiều xảy ra khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 10 trên tỉnh lộ 8, đoạn qua thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, ngay giao lộ với đường Lê Vĩnh Huy. Khi đó anh N đang lái ô tô đi công việc thì thấy xe bồn to đùng chạy trên tỉnh lộ 8. Khi đến giao lộ với đường Lê Vĩnh Huy thì tài xế xe bồn bất ngờ cho xe ngược chiều trên làn đường hướng từ tỉnh Bình Dương đi cầu vượt Củ Chi. Anh N thấy bức xúc nên dùng điện thoại ghi lại. Đoạn ngã tư đó cũng có camera, nếu trích xuất lại thì sẽ thấy, anh N chia sẻ. Xe bồn xi măng này chạy ngược chiều vào một công trình đang xây dựng gần giao lộ. Đại diện trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08, công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khu vực này do trạm đảm trách. Vị đại diện cũng cho biết sẽ xác minh vụ việc và xử lý.